xuất hiện tại Việt Nam một chú chó biết chơi bắn cược rất là đặc biệt. Với phần dạy dỗ và điều khiển của nghệ sĩ Hoàng Hách, một chú chó rất dễ thương. Và liên tiếp là những màn biểu diễn hấp dẫn hơn, đặc sắc hơn rất nhiều. Màn biểu diễn rất là của nghệ sĩ Hoàng Hách. Một màn biểu diễn cực kỳ khó. Những tràng pháo tay của quý vị đâu rồi ạ?
bây giờ chúng ta phải di chuyển xuống. Và như vậy các bạn nổi tiếng của chúng ta là